rùng mình với lời khai của thanh niên sát hại dã man bạn gái cũ là nữ sinh học viện ngân hàng. Nạn nhân là chị HTNH sinh năm 2002, cư trú ở huyện Hoài Đức, sinh viên năm 2 học viện ngân hàng. Nghi phạm gây án bị công an bắt giữ là Hoàng Tuấn An, sinh năm 2002, trú xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức. Theo lời khai ban đầu, đối tượng An đã thừa nhận hành vi sát hại chị H. Nam thanh niên cũng khai nhận trước đó có mối quan hệ tình cảm với chị H. Quá trình yêu đương giữa hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Ngày 22 tháng 12, An nảy sinh ý định sát hại chị H. Để thực hiện hành vi, An đi mua một con dao inox trong cửa hàng bán dao tại xã Dương Liễu. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, An điều khiển xe máy đến nơi chị H làm thêm ở đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm. Lúc này, An đứng ngoài đường nhìn vào trong và thấy chị H đang làm việc. An nhận định chị H có đi làm nên đã điều khiển xe quay trở lại trước cửa Nghĩa Trang thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức để đợi chị H đi qua. An lấy con dao trong cốp xe ra, đút vào túi quần chờ chị H. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, An thấy chị H đi xe máy về thì lao lên chặn xe chị H lại. Thấy An chặn xe, chị H đã có lời qua tiếng lại dẫn tới cả hai bên xảy ra cãi vã. Bất ngờ An rút dao trong túi quần ra và đâm nhiều nhát khiến chị H gục xuống tử vong tại chỗ. Sau đó An lấy dao đâm vào cổ mình với ý định tự sát. Vào thời điểm này, một nam thanh niên đi đến nhìn thấy toàn bộ sự việc đã xông đến ghì An xuống đường, giật dao trên tay An ném ra chỗ khác. Ngay sau đó, lực lượng công an cũng có mặt phối hợp để khống chế Hoàng Tuấn An đưa về trụ sở làm việc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.